Xin chào tất cả các bạn. Chị là Hải Quỳnh và chị đến từ Ti Học Văn Trị Hiên. Chị rất vui khi buổi tối ngày hôm nay được đồng hành cùng với các bạn trong phương pháp làm một dạng đề mà dạo gần đây chị nhận được rất nhiều những thắc mắc và mong muốn được giải đáp từ các bạn nhỏ đến từ các bạn lớp 9 này và các bạn bậc trung học cơ sở nữa. Không biết có bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị chưa nhỉ? À, đã có những bạn đầu tiên. Các em hãy để lại dưới phần bình luận lời chào để chị biết được đã có những bạn nào lên xem cùng với chị rồi nhé. À, xin chào Bổn Tâm, xin chào các em. Rồi, xin chào các bạn. Thực tế cho thấy là dạo gần đây có rất nhiều các bạn gửi về những câu hỏi dưới dạng là các bài tập yêu cầu phải chứng minh những cái nhận định và liên quan đến bài học mà các bạn đang học ở trên lớp hiện nay. Các bạn đã bắt đầu học đến chuyện Kiều rồi, đúng không nào? Và xuất phát từ những cái nhu cầu đó, xuất phát từ những cái thắc mắc đó, thì trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn, thứ nhất là chúng ta ôn tập về phương pháp làm dạng bài chứng minh nhận định, và thứ hai, chúng ta sẽ thực hành với một số đề cụ thể, và đề đó thì chúng ta sẽ chứng minh nhận định về chuyện Kiều của Nguyễn Du, một số những đoạn trích mà chúng ta học ở trên lớp. À, ok. Xin chào các em, xin chào Khánh Linh, xin chào các bạn. Bạn nào mà chưa nắm chắc phần này thì hãy nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này để lưu lại và dễ dàng xem lại để ôn tập. Chúng ta sẽ có thể làm được những bài tập chứng minh nhận định tốt hơn này, nhuần nhuyễn hơn và có được cái cách đưa ra dẫn chứng phù hợp với những gì chúng ta cần phải chứng minh nhé. Rồi, ok các bạn. Đúng rồi, chính xác. Có bạn bè nào mà các em có bạn bè nào mà cũng đang gặp thắc mắc trong dạng đề này thì các em hãy tag các bạn vào nhé. Nhắc các bạn vào trong phần phát trực tiếp này, chúng ta sẽ cùng nhau học trong buổi tối ngày hôm nay. Trong lúc cùng chờ có nhiều bạn vào xem hơn thì chị cũng muốn khái quát cho các bạn biết, đó là dạng đề chứng minh nhận định là một dạng nghị luận văn học, được không? Đó là một dạng đề nghị luận văn học mà yêu cầu chúng ta, đề bài sẽ cung cấp cho chúng ta một nhận định của một nhà nghiên cứu nổi tiếng hoặc là của một số tác giả, đúng không? Và cái nhận định đó đề cập đến vấn đề mà chúng ta đang được học, đề cập đến các cái văn bản, đề cập đến các cái đoạn trích, đề cập đến các tác phẩm mà chúng ta đã được học và yêu cầu chúng ta phải dựa vào tác phẩm đó để chứng minh sự đúng đắn hoặc là đưa ra những cái dẫn chứng phù hợp để chứng minh cho quan điểm của mình về nhận định đó, đúng không? Có thể là nhận định đó thì em đồng ý, vậy thì em hãy đưa ra những dẫn chứng để cho thấy cái tính đúng đắn của nhận định này. Còn nhận định mà chưa được xác đáng, em chưa đồng ý với nó, thì em cũng cần phải đưa ra những dẫn chứng phù hợp để chứng minh cho quan điểm của mình nữa. Đó, đó là về cái dạng đề chứng minh nhận định. Thì dạng đề này rất dễ nhận biết bởi vì chắc chắn là trong đề bài sẽ có nhận định cho chúng ta. Và thường thì các bạn sẽ mắc ở cái phần là chúng ta giải thích nhận định và xác lập luận điểm để chứng minh, đúng không? Vậy thì bây giờ sẽ cùng với chị chúng ta có một chút xíu về phương pháp làm dạng đề này nhé. Dạng đề này trước hết ở phần mở bài thì các em cần phải lưu ý những gì nhỉ? Phần mở bài thì như bình thường, một bài nghị luận văn học bình thường chúng ta sẽ có dẫn dắt và nêu vấn đề, đúng không? Đó, dẫn dắt và nêu vấn đề. Tuy nhiên, đối với dạng chứng minh nhận định này thì các em cần phải nêu được cả cái nhận định đó ở trong phần mở bài. Nhá, nhớ nhá, dạng này chứng minh nhận định thì trong phần mở bài các em cần phải trích được nhận định và phải nêu được cái phạm vi dẫn chứng mà chúng ta dùng để chứng minh cho nhận định này. Ví dụ như là người ta cung cấp đến cho chúng ta một nhận định là một câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên nhận xét về Nguyễn Du. Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn và yêu cầu chúng ta phải chứng minh thông qua đoạn trích chị em Thúy Kiều. Thì tất cả những điều đó chúng ta đều phải nêu được ở trong mở bài. Đó là trong mở bài thì em dù em dẫn dắt từ hướng nào, từ tác giả hay là từ giá trị của truyện Kiều đi chăng nữa thì em cũng phải trích được câu thơ Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn, và em cũng cần phải làm rõ điều này hoặc là nhận định này được làm sáng tỏ hoặc là nhận định này được thể hiện rõ thông qua đoạn trích chị em Thúy Kiều, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Hiểu với chị chưa nào? Vậy nên là trong phần mở bài thì các em cần phải trích được nhận định và nêu được cái phạm vi mà chúng ta sẽ phân tích và chứng minh nhé.
Đó là cái thứ nhất. Sang đến phần thân bài. Phần thân bài thì đầu tiên chúng ta sẽ có luận điểm khá là quan trọng, đó là luận điểm giải thích nhận định. Được không nào? Trong luận điểm giải thích nhận định này thì chúng ta có nhiều cách để giải thích một cái nhận định. Cách dễ nhất là chúng ta sẽ giải thích những cái từ khóa, được không? Cách một chúng ta sẽ đi từ những cái từ khóa. Những từ khóa nào khó hay là đấy là những cái từ Hán Việt hoặc đấy là những cái thuật ngữ văn học thì chúng ta cần phải giải thích nó trước. Sau đó thì ghép những cái ý nghĩa của những từ khóa đó lại, đặt trong toàn bộ nhận định để nêu ra ý nghĩa chung. Hay còn gọi là phạm vi đề cập của nhận định này. Được không? Ví dụ nhá, nhận định là văn học là nhân học thì các em cũng phải giải thích được nhân học nghĩa là sao, hoặc là trong nhận định đấy có đề cập đến giá trị nhân văn hoặc là giá trị nhân đạo thì em cũng phải giải thích được giá trị nhân đạo trong văn học nghĩa là gì. Đó là một số những cái thuật ngữ mà khi xuất hiện trong nhận định thì chúng ta cần phải giải thích được nó trước, giải thích những cái từ khóa, những cái thuật ngữ đấy trước. Sau đó chúng ta sẽ ghép vào và nêu ra được ý nghĩa chung của toàn bộ nhận định, xem là nhận định này đề cập đến, ví dụ như nhận định đã đề cập đến một giá trị tất yếu ở trong văn chương, đó là giá trị nhân đạo, hoặc là nhận định này đã đề cập đến vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật, vân vân. Hiểu chị không nào? Đó nhá. Đúng rồi, chính xác đấy. Các em hiểu chị không? Đây sẽ là cái cách dễ nhất và là cái cách đơn giản nhất, cũng là cái cách phổ biến nhất mà chúng ta sử dụng trong phần giải thích nhận định. Hoặc là bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ có thể gặp những cái nhận định mà ý nghĩa của nó đã khá tường minh rồi. Chị lấy ví dụ như là một nhận định về đoạn trích cảnh ngày xuân đi. Có một đoạn trích, có một nhận định như thế này. Đó là, đâu rồi, đợi chị một chút xíu nhá. Chị sẽ tìm lại cái nhận định này để cho các bạn hiểu được đâu là một nhận định mà nó đã khá là tường minh và chúng ta không cần phải giải thích quá nhiều từ khóa. À đây, ví dụ một nhận định về đoạn trích cảnh ngày xuân. Từ cặp lục bát thứ nhất sang cặp lục bát thứ hai có sự thay đổi của mạch thơ. Riêng cặp lục bát thứ hai đã thể hiện tài tình nghệ thuật thi trung hữu họa. Đó, thì trong nhận định này chúng ta đã thấy là thứ nhất là nó đề cập trực tiếp đến 4 câu thơ đầu trong đoạn trích cảnh ngày xuân. Thứ hai là nó không có quá nhiều những cái từ khóa, cũng không có quá nhiều những cái thuật ngữ. Ở đây chúng ta chỉ cần giải thích được đó là thi trung hữu họa. Hiểu không? Thi trung hữu họa là gì? Và chúng ta khẳng định đây là một nhận định xác đáng về 4 câu thơ đầu trong đoạn trích cảnh ngày xuân, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. À, mờ sao? Các bạn khác xem có ok không nào? Các em xem có ok không? Được không? Các em có hiểu với chị không nào? Có bắt kịp không? Các bạn có bắt kịp theo cái nhịp bài như vậy không? Cách thứ nhất là cách đơn giản nhất và cũng là cách phổ biến nhất, các em có thể áp dụng cho rất nhiều những nhận định. Cách thứ hai là chúng ta áp dụng với những nhận định đã tường minh rồi thì chúng ta sẽ đi luôn cái việc khái quát lại. Có nghĩa là khẳng định lại ý nghĩa của nhận định đó thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ bước vào việc chứng minh luôn. Chứ không phải là nhận định nào chúng ta cũng phải cố tìm cho bằng được những cái từ khóa rồi chúng ta giải thích ra rất dài dòng. Cái này hoàn toàn linh hoạt với chúng mình nhá, được không? Cách thứ hai là chúng ta chỉ cần khẳng định lại ý nghĩa của nhận định thôi. Hiểu với chị không nào? Ok. Rồi, ok các bạn nhé. Đó là trong phần giải thích nhận định. Và cái quan trọng nhất là chị muốn nhấn mạnh với các bạn, dù các em giải thích như thế nào thì mục đích của luận điểm này đó chính là chúng ta phải nêu được ý nghĩa khái quát của nhận định. Đúng không? Thì chúng ta mới có thể định hướng được trong phần chứng minh chứ. Thì chúng ta mới có thể định hướng được đây là một nhận định đúng hay là một nhận định chưa đúng. Cho nên là dù các em có giải thích từng bước nhỏ ra sao thì các em cũng phải khẳng định được cho chị ý nghĩa chung của nhận định này là gì, rút ra được cái ý nghĩa của nhận định đó. Nhá, thấy chưa? Đó, rồi, đó là phần trong luận điểm giải thích nhận định. Sau khi chúng ta giải thích nhận định xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bàn luận và chứng minh nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào luận điểm thứ hai là bàn luận và chứng minh.
thì có hai cái điểm cần phải lưu ý nhất ở trong luận điểm này. Sẽ có nhiều bạn, chị đã thấy cái cách mà các em làm bài chứng minh nhận định như thế này, đó chính là chỉ cần trong đề bài đề cập đến đoạn trích nào là em sẽ bê nguyên si cái phần kiến thức nền mà em phân tích về đoạn trích đó vào bài viết. Và em nghĩ rằng như vậy là đã đảm bảo chứng minh nhận định. Như vậy không phải là cách chứng minh nhận định. À, trong việc chứng minh nhận định thì chúng ta phải dựa vào nhận định, chia tách nó ra thành các cái vế khác nhau, chia tách nó ra thành từng vế nhỏ để chúng ta xác lập lên những cái luận điểm phù hợp với nhận định này. Thì điều đó mới đảm bảo bài viết của chúng ta đi đúng hướng chứ. Chị lấy ví dụ như là trong nhận định, Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn đi. Thì trong nhận định đó, trong câu thơ đó của Chế Lan Viên, thì khi mà các em giải thích xong, các em biết được đây là một nhận định mà đã khẳng định được cái giá trị toàn diện của truyện Kiều. Văn ở đây vừa có nghĩa là văn chương, vừa có nghĩa là văn hóa, đúng không? Thì trước tiên chúng ta phải làm rõ được cái giá trị toàn diện của truyện Kiều về phương diện văn chương. Sau đó thì chúng ta đến với luận điểm, đó là phương diện toàn diện, sự toàn diện của truyện Kiều trên phương diện văn hóa, đúng không? Chứ không phải là chúng ta chỉ bê nguyên si đoạn trích Chị Em Thúy Kiều hoặc bê nguyên si đoạn trích Cảnh Ngày Xuân, phân tích nó xong là chứng minh được Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn. Không phải như vậy nhá, đúng không nào? Cho nên cái lưu ý đầu tiên mà chị muốn nhắc nhở các bạn, đó là các em phải xác lập được những cái luận điểm bám sát với nhận định. Hiểu với chị không nào? Ví dụ, chị lấy một ví dụ khác. Nếu như nhận định đó đề cập đến giá trị nhân đạo trong truyện Kiều và yêu cầu chúng ta chứng minh thông qua đoạn trích Chị Em Thúy Kiều đi, thì em thấy được là nhá, giá trị nhân đạo trong văn học thường nó có những cái khía cạnh. Thứ nhất, đó là sự cảm thông, thấu hiểu. Với những số phận bất hạnh, đúng không? Thứ hai, khía cạnh thứ hai, đó là sự trân trọng, ngợi ca những vẻ đẹp đáng quý. Đó có thể là vẻ đẹp về nhan sắc, cũng có thể là vẻ đẹp về tài năng, về phẩm hạnh của con người. Cái thứ ba, giá trị nhân đạo cũng được thể hiện trên cái khía cạnh mà tác giả nêu lên một cái, như một cái lời tố cáo với, đối với những cái thế lực bạo tàn đã chà đạp lên số phận của con người, đúng không? Chúng ta có ba cái khía cạnh cơ bản về giá trị nhân đạo như thế này. Thì nếu như mà dùng một đoạn trích ở trong chị em ở trong truyện Kiều, mà cụ thể ở đây là Chị Em Thúy Kiều, để chứng minh cho giá trị nhân đạo ở trong truyện Kiều đi, thì các em phải xác lập luận điểm. Luận điểm đầu tiên là xem trong đoạn trích này có cái sự cảm thông với số phận bất hạnh của con người hay không. Có vẻ như trong đoạn trích Chị Em Thúy Kiều thì tác giả cái khía cạnh mà cảm thông và thấu hiểu này với cái sự bất hạnh của Thúy Kiều thì nó chưa được rõ, thì chúng ta sẽ tập trung vào việc là xây dựng luận điểm là tác giả Nguyễn Du đã trân trọng và ngợi ca vẻ đẹp của con người, và ở đây cụ thể chính là vẻ đẹp của Thúy Vân, Thúy Kiều, và đặc sắc hơn cả chính là vẻ đẹp của Thúy Kiều. Ở đó là vẻ đẹp về nhan sắc, vẻ đẹp về tài năng và vẻ đẹp về cái phẩm hạnh của nàng. Đúng chưa? Nhá. Và tiếp tục, trong cái luận điểm đó chúng ta cũng thấy được rằng cái sự trân trọng ngợi ca vẻ đẹp ở đây nó còn được thể hiện qua cái việc mà tác giả Nguyễn Du có những cái sự dự cảm đối với số phận của nhân vật về sau này, qua việc mà tác giả sử dụng những cái từ trong bút pháp ước lệ, đó là thua, nhường và ghen, đúng không? Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Đấy, thì chúng ta sẽ xác lập những cái luận điểm bám sát vào nhận định, chứ không phải là chúng ta bê nguyên si một cái phần phân tích mà chúng ta được học hàng ngày ở trên lớp, một cái phần phân tích kiến thức nền, cứ như vậy rồi áp vào tất cả các bài. Như vậy thì rất là nguy hiểm. Hiểu ý chị chưa? Nhá, đó là cái lưu ý đầu tiên trong cái việc chúng ta bàn luận và chứng minh về nhận định. Cái thứ hai, luận điểm thứ hai, cái phần thứ hai mà chị muốn nhấn mạnh với các bạn là chúng ta phải lấy dẫn chứng và phân tích dẫn chứng và diễn đạt một cách phù hợp nhất, không có áp một cái kiến thức nền một cách thô sơ và một cái cách mà không được gọt giũa, không có sự trau chuốt gì cả. Đó là việc lấy dẫn chứng. Thì
thì cũng phải phù hợp nhá. Ví dụ vẫn là giá trị nhân đạo đi, thì trong phần trân trọng và ngợi ca vẻ đẹp của Thúy Kiều thì chúng ta sẽ lấy những cái dẫn chứng, những câu thơ mà tác giả Nguyễn Du đã cho thấy được vẻ đẹp về đôi mắt của Thúy Kiều này, cho thấy được vẻ đẹp về tài năng của nàng, đúng chưa? Rồi là vẻ đẹp về trong cái việc mà nàng luôn giữ gìn khuôn phép. Cái thứ hai là tác giả Nguyễn Du đã có được cái sự cảm thông, sự thấu hiểu với cuộc đời của người phụ nữ tài hoa bạc mệnh bằng cái việc mà ông có những cái dự cảm trong chính cái cách dùng từ của mình. Thì trong luận điểm đó chúng ta sẽ không đi phân tích sâu là Thúy Kiều đẹp như thế nào, mà chúng ta sẽ phân tích sâu ở cái việc mà tác giả sử dụng những cái từ ngữ là hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hiểu với chị chưa? Đó là cách mà chúng ta phải lấy những cái dẫn chứng làm sao cho nó phù hợp để chứng minh cho nhận định của mình. Và tất cả những điều trên chúng ta làm xong rồi thì chúng ta sẽ có luận điểm thứ ba là chúng ta đánh giá. Đánh giá lại xem là vậy là qua quá trình tôi giải thích này, tôi đã bàn luận và chứng minh, vậy thì luận điểm này một lần nữa được khẳng định là nó có xác đáng hay không, nó có chính xác hay không, nó có phù hợp hay không, nó đã toàn diện hay chưa. Và chúng ta sẽ đưa thêm những cái nét đặc sắc về việc mà tác giả đã sử dụng nghệ thuật như thế nào và để biểu đạt những cái nội dung ra sao, được không? Và cuối cùng thì chúng ta kết bài thôi. Đấy, kết bài thì chúng ta vẫn phải khẳng định lại cái tính đúng đắn hoặc là khẳng định lại cái quan điểm của chúng ta đối với nhận định này. Sau đó thì mới có thêm những cái liên hệ mở rộng tùy vào sự sáng tạo của các em nhé. Được không? Ừ, đấy. Ok nhá. Bây giờ sẽ cùng với chị thực hành một số những cái đề cụ thể xem là các bạn đã nắm được chưa nhá. Chị có đề sau đây. Hơi bị hằn nhỏ, giấy hơi mỏng một chút xíu. Đề bài. Như lúc nãy chị đã nêu là có một cái nhận định đã cụ thể đối với bốn câu thơ đầu trong đoạn trích cảnh ngày xuân rồi, thì chị nghĩ là đề bài đó không quá khó. Và chị cũng đã làm một cái số phát sóng của series 10 vạn câu hỏi về văn, và tới đây trong tuần này sẽ được up lên ở trên fanpage, thì các em có thể theo dõi nhận định đó ở trong số phát sóng đó nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhận định mà chị vẫn vừa nãy chị vẫn nói rất là nhiều. Vừa nãy chị đã nói rất là nhiều ở trong cái phần lấy dẫn chứng cho chúng mình, đó chính là đề bài là Chế Lan Viên đã từng viết Nguyễn Du viết Kiều. Đất nước hóa thành văn. Đây là câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên ở trong bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Của Chế Lan Viên. Và yêu cầu đối với đề bài này đó chính là em hiểu nhận định trên như thế nào? Và yêu cầu chúng ta chứng minh qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều, chị viết tắt nhá. Ok chưa? Đó, thì cụ thể với đề bài này chúng ta sẽ có dàn ý như thế nào nhỉ? Trong phần mở bài tất nhiên là các em vẫn phải trích được nhận định này. Và phạm vi chúng ta chứng minh chính là đoạn trích Chị em Thúy Kiều, trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Sang đến phần thân bài nhá. Luận điểm 1 là giải thích đi. Thì đối với các bạn, trong đề bài này các em sẽ giải thích từ khóa nào nhỉ? Trong đề bài này các bạn sẽ giải thích từ khóa nào? Đối với đề bài này thì các em sẽ giải thích từ khóa nào? Cùng trả lời cho chị biết nhé. Vừa nãy, chị nhớ không nhầm thì vừa nãy là chị cũng đã nêu ví dụ cho các bạn rồi đấy. Thì chúng ta cần giải thích từ nào ở trong nhận định này bây giờ nhỉ? Hay là giải thích từng từ một? Hay là giải thích Nguyễn Du viết Kiều thì tác phẩm đấy là tác phẩm gì? Kiều là ai? Đất nước là gì? Hóa thành văn nghĩa là gì? Chúng ta có giải thích như vậy không? À, đúng rồi, ở đây chính xác chúng ta sẽ tập trung vào cái từ văn này này. Đất nước hóa thành văn ở đây, đúng không?
Thì trước khi vào giải thích để cho cái phần diễn đạt của chúng ta trôi chảy, nhuần nhuyễn và có sự kết hợp, liên kết giữa ở cả phần mở bài nữa, thì các em có thể nêu đó là với một kiệt tác như truyện Kiều có rất nhiều các tác giả, đúng không? Có rất nhiều các tác giả dành cái tình cảm yêu mến và trân trọng bày tỏ thông qua những nhận định, thông qua những câu thơ của mình, và Trế Lan Viên là một trong những tác giả đó. Nguyễn Du viết Kiều, Đất Nước Hóa Thành Văn là một câu thơ nổi tiếng của Trế Lan Viên mỗi khi người ta nhắc đến giá trị của truyện Kiều. Ở đây văn nghĩa là ví dụ như vậy, được không? Nhá. Ví dụ như vậy thì chúng ta bắt đầu đi giải thích này. Văn ở đây, Đất Nước Hóa Thành Văn, thì văn ở đây như chị vừa nói, đúng rồi, chính xác. Văn ở đây nó sẽ, thứ nhất là chúng ta hiểu theo nghĩa hẹp, thì văn chính là văn chương. Khi Nguyễn Du viết Kiều có nghĩa là khi mà tác phẩm truyện Kiều được phổ biến trên toàn đất nước ta, thì cái hay của tác phẩm này đó là đã đem được cái giá trị cốt lõi của văn chương lan tỏa đến với cả các tác giả và đến với người đọc. Giá trị đó là những giá trị toàn diện cả về mặt nội dung và nghệ thuật. Đúng chưa? Được không? Một tác phẩm văn chương có giá trị mà có cái sự, có sức lan tỏa trên một đất nước như vậy thì chắc hẳn nó phải có cái hay của cả nghệ thuật và nội dung kết hợp nhuần nhuyễn trong đó. Tuy nhiên, văn ở đây không dừng lại ở đó, thì văn ở đây còn mang nghĩa rộng chính là văn hóa. Là những cái nét về giá trị tinh thần, là những cái giá trị như là phẩm chất, là tài năng đáng quý của dân tộc được kết tinh, được gửi gắm thông qua những hình ảnh ở trong truyện Kiều. Và vì vậy, truyện Kiều như là một cái kiệt tác của dân tộc ta, kết tinh mọi cái giá trị tinh thần đáng tự hào của dân tộc ta. Đúng không? Nhá. Như vậy thì chúng ta giải thích từ văn này, xoáy sâu vào ý nghĩa của từ văn ở đây. Trế Lan Viên sử dụng Nguyễn Du viết Kiều, Đất Nước Hóa Thành Văn. Như vậy chúng ta khẳng định được là tác giả Trế Lan Viên đã khẳng định và ca ngợi giá trị toàn diện của truyện Kiều. Xứng đáng là một kiệt tác, đúng không? Xứng đáng là một kiệt tác với những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật và cả những giá trị văn hóa tinh thần đáng quý, đáng tự hào nữa. Và đấy là việc mà chúng ta giải thích xong. Sau khi giải thích xong thì các em sẽ có cái phần là chúng ta bắt đầu đi vào bàn luận và chứng minh nhé. Nào, ở đây quan trọng là chúng ta phải dựa vào cái đoạn trích chị em Thúy Kiều. Ok chưa? Thì khi mà giải thích nhá, chị đã xác lập được một số những ý chính. Thứ nhất là truyện Kiều nhuần nhuyễn và đạt được cái kết tinh ở cả nội dung và nghệ thuật. Vậy thì đầu tiên chị có thể xác lập được cái luận cứ đầu tiên ở đây, đó chính là trong đoạn trích chị em Thúy Kiều mang cái giá trị nội dung đặc sắc chẳng hạn. Ok chưa? Thì trong phần này chị sẽ dùng những dẫn chứng, ví dụ như là dẫn chứng về vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Đây chính là giá trị nội dung của đoạn trích này. Thông qua đoạn trích, tác giả đã đem đến cho chúng ta hai bức chân dung của hai tuyệt sắc giai nhân, và trong đó Thúy Kiều nổi bật hơn cả. Đúng không nào? Thì vẻ đẹp của nàng, của hai nàng toàn diện cả về nhan sắc, cả về tài năng, còn ở Kiều, Kiều Kiều thì đặc biệt hơn cả là cả về tài năng nữa. Tác giả đã dùng thủ pháp đòn bẩy để từ bức chân dung của Thúy Vân vốn đã rất đẹp lại tôn vinh thêm cái vẻ đẹp sắc sảo mặn mà của Thúy Kiều. Thì chúng ta sẽ dùng những dẫn chứng, những câu thơ về vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều chúng ta dùng trong phần này. Thứ hai là cái tinh thần nhân văn đấy, như chị đã nói rồi, là nó xuất phát từ cái việc mà tác giả Nguyễn Du thầm gửi gắm cái việc dự cảm về số phận của nhân vật thông qua việc sử dụng từ ngữ như là thua và nhường, hay là ghen và hờn, đúng không? Dự cảm về số phận nhân vật. Chứ chị không nói đâu xa như là phê phán, tố cáo những thế lực như Tú Bà, như là Mã Giám Sinh vân vân. Những nhân vật đó không xuất hiện ở trong đoạn trích này.
Hiểu chị không? Mà việc của chúng ta là phải chứng minh qua đoạn trích chị em Thúy Kiều, cho nên là chị sẽ dùng chính những cái dẫn chứng ở trong đoạn trích chị em Thúy Kiều để chứng minh cho nhận định này, chứng minh cho việc Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn ở những phương diện nào. Đầu tiên là phương diện về giá trị nội dung rồi này. Thứ hai thì đoạn trích chị em Thúy Kiều này cũng là một đoạn trích rất là đặc sắc về mặt nghệ thuật. Thì nghệ thuật trong đoạn trích chúng ta có thấy được đây, trong đoạn trích là một phần tiêu biểu cho bút pháp gì nhỉ? Nào các bạn, đoạn trích chị em Thúy Kiều là một đoạn trích tiêu biểu cho bút pháp miêu tả con người, nhưng cụ thể ở đây là bút pháp gì nhỉ? Nào các em ơi, trong đoạn trích chị em Thúy Kiều thì bút pháp tiêu biểu nhất làm nên đặc sắc của đoạn trích này chính là bút pháp gì nhỉ? Bút pháp gì mà lấy yếu tố của thiên nhiên, những cái vẻ đẹp tiêu biểu ở trong thiên nhiên để khẳng định vẻ đẹp của con người? Nào cùng trả lời câu hỏi của chị, nào cùng nhớ lại. Cùng nhớ lại xem là trong đoạn trích chị em Thúy Kiều thì tác giả sử dụng bút pháp gì là một bút pháp đặc sắc nhỉ? À, ở đây đã có những bạn bình luận rồi này, các bạn khác thì nghĩ sao? À đúng rồi, chính xác. Bút pháp ước lệ tượng trưng. Đúng không? Trong đoạn trích còn là thủ pháp đòn bẩy này. Ok chưa? Đúng rồi, chính xác rồi đấy. Đó nhá. Đấy là về giá trị nội dung này, về giá trị nghệ thuật này. Chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái luận điểm để khẳng định thêm giá trị toàn diện của truyện Kiều cả về mặt văn hóa nữa. Thì trong đoạn trích chị em Thúy Kiều, tác giả Nguyễn Du đã đem đến cho chúng ta bức chân dung về hai tuyệt sắc giai nhân, đúng không? Và cùng với đó là những giá trị, là những vẻ đẹp được kết tinh đã trở thành khuôn vàng thước ngọc cho người phụ nữ Việt Nam ở mọi thời đại, đặc biệt là vẻ đẹp của Thúy Kiều. Nàng vừa đẹp cả về nhan sắc này, nàng còn đẹp cả về tài năng, nàng rất tài năng về cả cầm kỳ thi họa, vân vân. Đấy. Đúng rồi, thì trong luận điểm văn hóa này thì các em sẽ đề cập đến nó khái quát hơn, nâng cao hơn cái vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Đặc biệt là vẻ đẹp của Thúy Kiều đã trở thành một cái biểu tượng như là một cái khuôn vàng thước ngọc cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cho vẻ đẹp của một người thiếu nữ khi mà vẫn ở trong cảnh êm đềm trướng rủ màn che, nàng đẹp về nhan sắc như thế nào, cái nét, cái ánh mắt của nàng, đúng không? Rồi là cái tài năng của nàng cả về cầm kỳ thi họa và đặc biệt là tài đàn của Thúy Kiều. Đấy, thì sau ba cái luận điểm này chứng minh xong rồi thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá. Đoạn trích chị em Thúy Kiều, trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du là một đoạn trích tiêu biểu cho bút pháp ước lệ tượng trưng của tác giả Nguyễn Du khi sử dụng để miêu tả các nhân vật. Đặc biệt, thông qua đây thì chân dung của Thúy Kiều hiện lên chân thực, sắc nét, gần gũi với bạn đọc. Và qua đó, người ta cảm nhận được vẻ đẹp của con người qua những dòng thơ lục bát của tác giả Nguyễn Du. Hiểu với chị không? Đánh giá ở đây chúng ta sẽ đánh giá cả về đặc sắc nội dung, nghệ thuật của đoạn trích và nâng lên cái tính đúng đắn của nhận định. Vậy là Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn đã được chứng minh rõ ràng thông qua đoạn trích chị em Thúy Kiều trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Đấy nhá. Sau khi chúng ta đánh giá xong thì các em kết bài thôi. Hiểu với chị không nào? Đó là một cái cách, là một cái mở bài, là một cái bài mà chúng ta thực hành một chút về cách làm dạng đề chứng minh nhận định. Qua đây chị muốn nhắc nhở các bạn để các em nắm được rõ cái thứ tự chúng ta xác lập các luận điểm như thế nào. Trước tiên là các em phải giải thích nhận định, sau đó chúng ta mới bàn luận chứng minh được, chứ chúng ta sẽ không đi vào chứng minh luôn, được không? Và khi mà chúng ta chứng minh thì chúng ta phải dựa vào nhận định để chúng ta xác lập các cái luận cứ, xem là nhận định này đề cập đến vấn đề gì thì chúng ta sẽ xác lập các cái luận điểm dựa trên vấn đề đó, rồi chọn những cái dẫn chứng để chứng minh, chứ chúng ta sẽ không đi phân tích suông từ đầu đến cuối một đoạn trích để chứng minh cho một nhận định nào đấy. Như vậy nhá, các em có hiểu không nào? Với cái dạng đề này thì các bạn đã phần nào nắm rõ hơn chưa? Với phần này thì các bạn đã nắm rõ hơn chưa?
không còn lo lắng với dạng đề chứng minh nhận định nữa nhá. Chị thấy là nhiều bạn không làm tốt phần này, chị nghĩ là do khi mà cầm trên tay cái nhận định ấy, khi mà đọc nhận định thì cảm giác như các em không đủ bình tĩnh để có thể phân tách được những cái từ khóa trong nhận định để chúng ta giải thích từ từ từng bước một. Thì như vậy, các em cứ bình tĩnh xem trong cái nhận định này có những từ ngữ nào mà các bạn chưa hiểu hết được, thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm xem là từ ngữ đó nghĩa là gì, nó đề cập đến vấn đề gì hay nó có tượng trưng cho hình ảnh gì không. Rồi cuối cùng chúng ta kết hợp nhiều từ khóa lại với nhau, chúng ta sẽ ra được ý nghĩa của nhận định này. Được không nào? À, rồi ok, hiểu rồi đúng không? Các em còn gì thắc mắc về dạng đề này nữa không? Hoặc là các em có gặp cái đề bài nào khó ở trên lớp về dạng chứng minh nhận định không? Các em có thể để lại luôn ở phần bình luận này. Nào, ok chưa, đã thỏa mãn chưa? Hay là chị cho thêm một cái ví dụ về một nhận định khác, khá là dài, xem là các bạn có nắm được không nhá, được không? Trong lúc đợi những cái phản hồi từ các bạn, chị có một cái nhận định khác như thế này nhưng mà nó khá là dài đấy. Đây, các bạn cứ để lại dưới phần bình luận những thắc mắc của mình nhá. Được không? Các em cứ để lại, thoải mái để lại dưới phần bình luận. Ok Mai Anh nhá, tẹo nữa em có thể xem lại phần phát trực tiếp này. À, chị viết sai một chút xíu số phận và tâm tư của con người. Nhận định khá là dài đấy, xem là có tung hỏa mù được với các bạn không nhá. Ok chưa? Ừ, đây. Chị có một nhận định rất là dài như thế này. Các em hãy cùng đọc kỹ với chị xem là các bạn có biết cách giải thích nó và xác lập những cái luận điểm để chứng minh cho nhận định này không nhá. Một tâm hồn cảm nhận được sự diễm lệ phong phú của thiên nhiên, một mối đồng cảm với số phận và tâm tư của con người. Đó là những yếu tố nhân văn kết hợp với bút lực tài hoa đã sáng tạo nên một trong những đoạn thơ tiêu biểu nhất của truyện Kiều. Đây là một nhận định mà nhận định về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Đấy chưa? Chị giới hạn luôn nhé, đây là một nhận định về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Đấy. Ừ. À, em thắc mắc về bút lực à?
Bút lực có nghĩa là cái năng lực sáng tác ấy. Hiểu chị không? Cái năng lực sáng tác. Đây, chị đọc lại nhá. Chị đọc lại đây. Một tâm hồn cảm nhận được sự diễm lệ phong phú của thiên nhiên, một mối đồng cảm với số phận và tâm tư của con người. Đó là những yếu tố nhân văn kết hợp với bút lực tài hoa đã sáng tạo nên một trong những đoạn thơ tiêu biểu nhất của truyện Kiều. Đây là một nhận định về đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Bút lực em có thể hiểu là cái năng lực sáng tác, cái khả năng sáng tác ấy. Ở đây nhá, đầu tiên là chúng ta không được mất bình tĩnh khi đối diện với một nhận định dài như thế này. Hãy bình tĩnh để xem là nhận định này nó đề cập đến những yếu tố nào nhá. Thứ nhất, chúng ta thấy được là một tâm hồn cảm nhận được sự diễm lệ phong phú của thiên nhiên. Trước tiên là đối tượng về thiên nhiên, đúng không? Đối tượng đầu tiên chúng ta có thấy nhắc đến là thiên nhiên này. Rồi cả mối đồng cảm với số phận và tâm tư của con người. Nhưng có một cái tiểu kết nho nhỏ, đó là những yếu tố nhân văn. Yếu tố nhân văn thì đây là một trong những yếu tố thuộc về giá trị nội dung. Và cái giá trị nội dung này bao gồm cả cái cảm nhận được thiên nhiên này. Thiên nhiên chị viết tắt nhá. Đây. Và cả cái yếu tố là đồng cảm với con người. Đúng chưa? Nhá. Đấy, thì đây, đến đây là chúng ta phân tích được là tác giả đang muốn nói đến cái giá trị nội dung của đoạn trích này, trong đó bao gồm cảm nhận được cái sự diễm lệ phong phú của thiên nhiên và đồng cảm với số phận tâm tư của con người kết hợp với bút lực tài hoa. Thì cái bút lực tài hoa đã sáng tạo nên. Đấy, thì cái bút lực tài hoa này đó chính là cái khả năng sáng tác. Và đó cũng chính là cái việc mà tác giả đã có những cái thủ pháp nghệ thuật nào. Và nó chính là nằm ở việc giá trị nghệ thuật. Và cụ thể ở đây chính là một cái giá trị nghệ thuật rất là sáng tạo của tác giả. Đúng chưa? Nhá. Được không? Đấy, đúng rồi. Vậy là chị đã phân tích xong được về nhận định này rồi đấy. Và đồng thời cũng xác lập được cái hệ thống luận điểm cho nhận định này. Là chúng ta sẽ đi chứng minh trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích thì giá trị nội dung thể hiện ở việc tác giả đã cảm nhận được sự phong phú diễm lệ của thiên nhiên như thế nào. Chúng ta phân tích về những yếu tố thiên nhiên ở trong đoạn trích. Và tác giả đã đồng cảm được với số phận và tâm tư của con người ra sao. Về cái tình cảnh của Kiều Lầu Ngưng Bích như thế nào. Nhưng khi mà các em phân tích thì các em đừng rạch ròi yếu tố thiên nhiên, yếu tố con người riêng rẽ, đặt nó trên hai cái bình diện không liên quan gì đến nhau, mà chúng ta phải có cái sự tổng kết lại, liên kết chúng lại. Bởi vì sao? Đây là một đoạn trích mà tác giả đã sử dụng bút pháp gì nhở? Tả cảnh ngụ tình rất là đặc sắc, cho nên là thông qua cảnh mà miêu tả được, diễn tả được cái tâm trạng của con người, rồi từ tâm trạng của con người mà cảnh vật cũng nhuốm màu theo, đúng không? Cho nên là trong cái luận điểm mà chứng minh cho giá trị nội dung của đoạn trích thì các em phải vừa đưa được yếu tố của thiên nhiên, vừa thấy được tâm trạng của con người, nhưng hai yếu tố này hòa quyện và kết hợp cùng với nhau để làm nên giá trị của đoạn trích. Sau đó, luận điểm lớn thứ hai chính là giá trị nghệ thuật độc đáo của đoạn trích nằm ở bút pháp tả cảnh ngụ tình này, nằm ở cái việc mà tác giả sử dụng điệp từ, điệp ngữ, vân vân. Hiểu với chị chưa? Đấy. Các em có thấy là nhận định càng dài mà khi mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta phân tách nó ra được thì chúng ta lại càng thấy nó đơn giản không? Càng dài thì người ta sẽ càng đề cập kỹ đến những cái khía cạnh nhỏ sẽ giúp cho chúng ta dựa vào đấy để phân tích. Chứ nhận định mà càng ngắn thì lại càng khó để có thể hình dung được là tác giả đang muốn nói đến vấn đề gì. Đúng không nào? Nhá. Đấy là một cái ví dụ. Vậy là chúng ta vừa có một ví dụ với một nhận định cũng khá là ngắn, đúng không? Khá là ngắn, khá là xúc tích với một nhận định rất là dài. Thì cách nào, nhận định nào chúng ta cũng có thể làm được. Chỉ cần các em nắm được phương pháp, cách làm thì chị tin rằng là không có đề bài nào khó đối với các bạn đâu. Các em hiểu không nhở? Các em có hiểu cái cách để chúng ta xác định ý nghĩa của một nhận định và xác định được những cái ý chính để chúng ta chứng minh cho nhận định đó chưa? Được không?
Có bạn nào còn đang xem không nhở? Đúng rồi đấy. Đấy chưa? Vậy là với cái dạng đề chứng minh nhận định thì các bạn đã nắm rõ hơn được không nào? Các bạn đã nắm rõ được hơn chưa? Chị mong rằng là qua cái phần phát trực tiếp nho nhỏ này thôi, giúp các bạn một lần ôn lại về dạng đề chứng minh nhận định, ôn lại về cách làm, ôn lại về thứ tự chúng ta sẽ có những bước nào trong việc làm một cái đề bài chứng minh nhận định. Thứ hai nữa là giúp cho các em có những cái điểm nào cần lưu ý khi rèn về cái dạng đề này, đặc biệt là đối với những bạn mà tham gia học sinh giỏi này hay là muốn thi vào trường chuyên văn, thì dạng đề chứng minh nhận định là một dạng đề mà chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều, và là một cái dạng đề mà cũng sẽ khai thác được rất nhiều những cái khía cạnh, những cái điểm nhìn độc đáo, những cái vốn tri thức về văn chương của các em nữa. Cho nên chị mong rằng là đây sẽ là một phần phát trực tiếp bổ ích với các bạn, đúng không? Viết một đoạn văn nêu cảm nhận về chuyện người con gái Nam Xương thì đã có rất nhiều những bài văn mẫu, cũng có cả những cái video mà chị làm về chuyện người con gái Nam Xương rồi, thì em có thể tham khảo ở trên fanpage nhá, Huyền Trang nhá. À, đây là bạn Hân đúng không? Ừ, đấy, thì Hân có thể tham khảo ở trên fanpage giúp chị nhá, có rất nhiều tài liệu luôn. Nguyễn Du. Đây là nhận định Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn, một câu thơ của tác giả Chế Lan Viên trong bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng. Thì để mà xem kỹ ấy, trong cái quá trình chị làm cái đề này như thế nào, thì Trang có thể xem lại giúp chị được không? Em có thể đợi khi mà phần phát trực tiếp này kết thúc, em xem lại cái quá trình mà chị xác lập những cái luận điểm, cái quá trình mà chị giải thích nhận định này. Ừ, vậy nhá, được chưa? Chị nghĩ là phần phát trực tiếp ngày hôm nay đến thời điểm này là cũng đã truyền đạt được các bạn kha khá những cái kiến thức, kha khá những cái bí kíp về dạng đề chứng minh nhận định rồi. Thì chị mong rằng là các em sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi ở trên kênh fanpage Học Văn Chị Hiên, Trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9, để học thêm nhiều những cái phương pháp về các cái dạng bài khác nhau, từ nghị luận văn học cho đến nghị luận xã hội hay là đọc hiểu tiếng Việt vân vân. Rất là cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của các em. Mong rằng trong những phần phát trực tiếp tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được những cái sự ủng hộ đó và cái sự tham gia tương tác tích cực của các bạn nhé. Còn bây giờ thì chị xin phép gửi đến các bạn lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Bye bye!